máu cam rồi. Bên phía của Xin hiện tại là đang được gọi là đang đánh một số đậu bên ngoài để không cho Son vào hỗ trợ cho cái Gali. Skill Attila. Xem thử coi có đốt được cái pháo đài hay không nhé anh em. Trời, vẫn không tông được, cái này vẫn không tông được. Oh my god, được chứ.